ơi, hai chị em mình ra vườn hái bị mấy trái mít ăn nha, lâu lâu về vườn nha cả nhà ơi. Đi thăm coi có chín không nha. Mát quá, chiều ra vườn mát quá. Mấy cái dây hổ qua này là trồng để dành Tết nè, phải không? Dàn hổ qua đẹp quá nè cả nhà. Ủa anh hai có vườn trong này nữa hả? Nè trái này nè. Chứ phải sầu riêng là nghe thơm rồi ha. Đi đi. Cái này chín vẫn nhỏ. Nó được trái chín rồi mà chín quá thì chín rồi đó các bạn ơi. Thơm không, thơm không chị? Thơm này, thơm. Rồi rồi chị cắt rồi, chị cắt rồi. Coi chừng gớt nha, coi chừng gớt nha. Rồi. Chưa? Cắt rồi. Đó. Trời. Ơi, cái mít ngon quá, để em xách cho chứ chị xách đâu nổi. Rồi. Này có 7 8 kg không chị? Đó cho cả chục ký ạ. À. Rồi đi tiếp. Cả nhà ơi, bữa nay về vườn nè, được chị của mình dẫn đi bẻ mít nha. Chị ruộng thênh thang phải không? Nhiều ruộng mát rửa xanh mít luôn. Rồi để đi. Nhiều ruộng ra ruộng xanh mít. Đúng rồi, ở ngoài đồng chiều quê mát lắm nghe cả nhà ơi. Nè, giờ mới đồng ruộng nè. Cái lúa này chắc khoảng tháng gì hả chị? Chỗ đó à. Xanh không? Mạ xanh. Ồ, chiều qua đây gió nè. Mát ghê luôn. Mấy cây dừa lùng trái quá trời luôn rồi. Đây, qua thăm mấy cây dừa. Già hết rồi. Đáng tiếc là không có bẻ dừa uống được nha các bạn. Dừa này là dừa già để bán. Năm nay dừa nó cũng mắc mắc lại rồi đó. Đây, tiếp mấy cây mít này nữa nè. Ở nó rụng dưới đất kìa. Đó, mít đó, mít thân, chặt bỏ đó. Đây. Cái này chín không? Chín không? Còn nhỏ. Đây, mai đẹp nè, ai mua bán luôn nha. Ồ, vàng mai đẹp quá. Ờ, kiến vàng cắn cũng đau quá. Kìa, bên kia vừa chín kìa, nó vừa chín mới dữ đó. Đây, cây dừa lùng. Ồ, dừa thấp đé mà trái rồi nè. Ừ. Cái ham. Ồ, cái mai này đẹp, này của ai? Của chị á. Ở quay rồi có ai mua không, bán luôn. Đây, cái mai đẹp nè, cái gốc xù. Hình hình, có hình đẹp nè các bạn ơi. Bán ăn Tết luôn. Mai này rẻ thôi, 200 triệu thôi nha. 200 triệu thôi, của chị vàng chủ nè. Luôn, không? Thấy kiếm vàng không? Mai vàng luôn nha, kiếm vàng đầy luôn á. Tại không có ở không, không có thân sóc được thôi chứ đẹp. Đẹp nhất luôn nè. Cái này tặng cũng đẹp nữa thấy không? Đi bắn mai luôn, hai chị em đi bẻ mít thì giờ thành đi bắn mai luôn nè. Chị vườn có gì quay nấy. Này. Trời ơi, kiến vàng cắn hai chị em quá trời luôn rồi. Mít mà năm nay có giá là ngon luôn. Ê, trái nhỏ nó dám chín lắm á chị. Để nhiều trái quá cái nó nhỏ. Dạ. Tiếp tục công trình. Ồ, mấy cây mai nó đẹp. Nè, đây cây mai bự nè. Cái này nó đẹp nữa nè. Ai được giá là bán luôn nha. Bán mai thôi chứ không có bán người chủ nha. Rồi đây nè, đi đi theo cậu với dì Út nè. Dạ, cậu hai không học có gì ạ? Dạ, học hai, học mới về. Ôi con ngoan, cháu mình nghe các bạn. Mới đi học về luôn. Đây là chị con hai sắp mít vô. Kìa chạy lại dạy chứ mít thơm không gà. Chính là dì Út mới đốn kìa. Má con ghiêng cái mít đó coi nổi không? Thử cái cây. Thử cái thơm không? Thơm không con? Thơm. Đâu con cầm cái mít lên nghe nổi không? Con ghiêng vô đây. Cho con luôn á. Nổi không? Con hai ghiêng đi chứ con ghiêng không nổi. Nói không con? Không ạ. Rồi đi. Kìa kêu Út đi, kêu Út nhìn kìa. Bên đó gì, bên đó cậu Tư làm gì đó? Cậu Tư có vườn kìa. Đẹp không? Hả? Chỉ ai, chỉ ai, chỉ kìa. Đó, đây bên.
Bên đây ông anh ổng ổng làm cái bét tưới ở đâu? Bên đó cậu tư tưới ở đâu? Bên đó. Qua đó tắm không? Qua tắm đi mát. Qua tắm đó. Mát lắm đó con. Không hả? Thôi vậy đi vô. Đi vô. Vô. Ở bên đó cũng có không? Ai qua không à? Ờ bên đó có mà cậu tư chưa bật lên. Hình có dáng rồi đầy đủ luôn nè. Nhớ nghe, Tết nay ai mua bán ăn Tết luôn, bán kiếm tiền ăn Tết luôn nghe. Trường của chị mình coi, rộng lắm nghe các bạn. Có kiến vàng mà có mũi cắn. Có bưởi luôn, da xanh luôn. Dạ. Xách bách không, xách bách không hay tự xách? Em xách. Đây, đi vô, vô. Rồi đi về con ơi, tối rồi. Nè, mấy cái chim vàng để nó đâm con nào lắm ạ. Đây nè, đi đường này nè. Đây. Vô. Vô cho cậu hai xách mít đi. Khỏe không? Khỏe không ạ. Khỏe. Khỏe rồi. Ăn cơm chiều chưa? Ăn cơm chiều chưa mày? Ăn rồi, mới ăn thức thời nè. Đây. Mấy chén? Mày ăn được mấy chén? Một chén. Vậy không ăn ba chén ba chén nha. Nói ngoại gắng ăn cho khỏe nha, nói đi. Ngoại ăn cho khỏe nha ngoại. Không ngoại cái cày. Ôi cái cưng không? Cái này vì ba mình nha các bạn ơi. Chị có mẹ nha. Bữa nay đi lên vườn rồi sẵn thăm luôn. Nè còn dưỡng ba đang ngồi kìa. Dưỡng ba đó. Dì ba nè, lâu lắm rồi. Lên thăm dì ba. Chào các bạn nha. Chào khán giả đi. Rồi. Chào ông Thống Nguyên. Con chào chào khán giả ơi. Nè cô hai về nghe, bye bye con.